Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Thu Ngân The Voice. Thu Ngân The Voice sinh năm 1997 tại tỉnh Nghệ An, nước Việt Nam. Thu Ngân The Voice có tên thật là Nguyễn Thị Thu Ngân, là một thí sinh của chương trình Việt Nam The Voice 2018. Trong tập 2 của chương trình Việt Nam The Voice 2018, Thu Ngân đã mang đến cho khán giả và 4 vị giám khảo của chương trình tiết mục Comeback Home. Với giọng hát hay, ngoại hình đẹp thì cô nàng đã chinh phục được 4 huấn luyện viên và được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Chương trình Việt Nam The Voice 2018 đang ngày càng hấp dẫn hơn khi các thí sinh xuất sắc liên tục xuất hiện trên sân khấu, mang đến những tiết mục vô cùng ấn tượng. Trong tập 2 của chương trình thì bản hit của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường đã được thí sinh Thu Ngân thể hiện một cách xuất sắc, đã khiến 4 huấn luyện viên của chương trình đứng ngồi không yên. Sở hữu giọng hát đầy nội lực, Thu Ngân đã khiến cho nhiều người xem liên tưởng tới quán quân Hương Tràm. Và một điều đặc biệt là Thu Ngân cũng là thí sinh sinh ra tại mảnh đất Nghệ An như nữ ca sĩ Hương Tràm. Đối với 4 huấn luyện viên thì họ đã có màn đấu khẩu không ngừng để giành Thu Ngân về đội của mình. Huấn luyện viên Lưu Phước Thịnh trong lần thuyết phục Thu Ngân về đội của mình đã so sánh cô với Hương Tràm. Thậm chí, Nụ còn khoe từng đưa đàn cho học trò của mình sang nhiều nước khác nhau để đào tạo nhằm thu hút thí sinh Thu Ngân về đội của mình. Huấn luyện viên Thu Phương vốn là người nổi tiếng và một người hát hay và thông minh, sắc sảo cũng không thể ngồi yên trước Thu Ngân. Nữ huấn luyện viên ví Thu Ngân như là Hương Tràm thứ hai. Nữ ca sĩ Thu Phương đã nhận xét phần thi của Thu Ngân, chị cho rằng Ngân đã có cách chủ động và biết tiết chế trong xử lý bài hát. Chị cũng cho rằng trong phần thi của Thu Ngân không cần phải sửa bất cứ điều gì và chị rất yêu giọng hát của Thu Ngân. Thu Phương cũng chia sẻ về chặng đường 30 năm ca hát của mình đang gặp nhiều sóng gió. Chị biết rằng bản thân đã phải trải qua rất nhiều thất bại, vậy nên không tránh khỏi việc chê bai. Tuy nhiên thì đến giờ chị vẫn xuất hiện trên sóng truyền hình và hát bằng đam mê và tình yêu âm nhạc của mình. Sự khéo léo của nữ ca sĩ Thu Phương đã chinh phục được Thu Ngân và tất nhiên thì những huấn luyện viên khác đều không khỏi tiếc nuối. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.